cái động mạch nào mà chạy ra chia đôi? Đây, cái động mạch này chạy ra chia đôi là động mạch phổi. Động mạch nào chạy ra cong giống như cây gậy là động mạch chủ, cung động mạch chủ ha. Đây. Đó. Thì mình sẽ thấy cái động mạch chủ này nó xuất phát từ cái thắt bên dưới, và cái động mạch phổi hồi nãy là nó xuất phát từ cái thắt bên trên. Thì nãy mình nói thắt trên là thắt phải, thắt phải mà ra động mạch phổi là đúng, đúng không? Rồi thắt trái ở dưới là ra cái động mạch chủ là đúng. Do đó là cái này nó có tương hợp giữa đại động mạch và thắt. Thì về khẩu kính, về hai buồng thoát, thì về cái khẩu kính của động mạch chủ và động mạch phổi nó cũng vậy. Động mạch phổi nó sẽ lớn hơn động mạch chủ khoảng 1,3 mấy lần ha, là giới hạn bình thường. Nó không có được nhỏ hơn, hoặc là nó không có được lớn hơn gấp rưỡi, gấp 2. Cái quan trọng của cái động mạch chủ là khi mà động mạch chủ nó sẽ liên tục với vách liên thất. Nó cái vách liên thất với cái vách của động mạch, cái thành của động mạch chủ nó sẽ liên tục, nó không có hở ra. Nếu mà nó hở ra thì gọi là thông liên thất phần màng ha. Còn nếu mà nó hở ra mà nó di lệch, nó bình thường nó phải gắn vậy để nó lấy máu bên thắt trái thôi. Nếu nó hở ra vậy là thông liên thất phần màng. Nếu mà nó hở ra mà nó dịch qua bên phải thì gọi là cưỡi ngựa. Nếu mà nó dịch qua bên phải hơn 50% thì lúc đó nó sẽ lấy máu bên phải nhiều hơn bên trái, thì lúc đó sẽ gọi là thắt phải hai đường ra. Bởi vì lúc đó là tính động mạch chủ là lấy máu bên thắt phải nhiều hơn, do đó là lấy là tính là thắt phải, động mạch chủ nó xuất phát từ thắt phải luôn chứ nó không phải là xuất phát từ thắt trái. Do nó lấy máu mình đó nhiều hơn. Rồi phổ màu của hai đại động mạch thì nguyên tắc ha, màu phải đi sau, màu đi sau giò màu xanh ha, màu đi về phía đầu giò thì màu đỏ. Cái hướng dòng chảy thì trong tim đó, thì nếu mà cái đại động mạch nó từ bên phải nó khi mới ra thì nó sẽ chạy qua bên trái, từ bên trái nó sẽ chạy qua bên phải, thì vì tính chất đó mà nó gọi là bắt chéo đại động mạch. Đây, nó động mạch chủ từ bên trái nó sẽ chạy qua phải, nó chạy về phía đầu giò nó màu đỏ, còn động mạch phổi nó sẽ từ bên phải nó chạy qua bên trái, thì cái chỗ này gọi là bắt chéo hai đại động mạch. Nó bình thường nó phải có bắt chéo như vậy. Nếu mà nó không có bắt chéo đại động mạch thì trong cái trường hợp phán quỵ đại động mạch, ví dụ như cái động mạch chủ đây nó lên đây nó đứng thì nó sẽ chạy ra như vậy, còn cái động mạch phổi đây thì nó đây nó chạy ra như vậy, cho nên là hai đại động mạch nó không còn bắt chéo nhau nữa thì nó sẽ là song song. Chính vì vậy anh chị phải nhớ là đại động mạch là cứ bên trái chạy qua phải, phải nó chạy qua trái nó, trong khi động mạch chủ là bên phải trái nó chạy qua phải là nó lại dòng về bên trái, cho nên chính vì vậy mà nó mới có hình cong. Còn cái kia thì nó chạy ra luôn vậy. Cái động mạch phổi thì nó chạy qua bên phải luôn. Bắt chéo đại động mạch. Cái thứ hai nữa là mình sẽ coi về màu sắc của dòng máu chảy bên trong động mạch. Nếu mà máu lưu thông dễ dàng trong lòng mạch thì nó sẽ thể hiện ra cái đậm độ màu nó giống như nhau, vận tốc nó như nhau hết thì cái đậm độ màu nó sẽ như nhau. Nếu như mà chỗ này nó có sự hẹp thì nó sẽ vận tốc nó qua chỗ này nó sẽ tăng vận tốc lên, nó sẽ nén lên ha, thì nó sẽ có hiện tượng aliasing. Thì lúc đó mình phổ màu lên mình sẽ thấy ngay chỗ cái van động mạch
chủ này nó sao van nó sẽ có những cái allergen. Thì lúc đó là mình sẽ nghi ngờ là nó có hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp van động mạch phổi nếu mà có allergen ở bên động mạch phổi. Đây ha. Nó mình thấy động mạch phổi là từ đây xuống đây là đồng một màu xanh hết. Nó còn động mạch chủ cũng vậy, từ đây lên đây là đồng một màu đỏ. Cái nồng độ màu nó tương đương nhau. Thì điều đó chứng tỏ là vận tốc nó đi trong dòng máu rất là dễ dàng, không có gì cản trở cho nên nó không có allergen. Rồi hướng dòng chảy thì do cấu tạo của cái dòng chảy như vậy nó đều chạy về phía bên trái hết ha. Động mạch phổi từ bên phải chạy bên trái, động mạch chủ từ bên trái chạy qua phải rồi lại dòng về bên trái. Do đó là cái hai mạch máu hình chữ V này thì nó sẽ có đồng màu. Đó, chữ V ha, chữ V vậy. Đó. Thì cái đỉnh chữ V là ở đây ha. Thì cái này là của đồng mạch chủ, cái này là của đồng mạch phổi. Thì cái chữ V này khi mấy anh chị cắt thì nó chữ V nó phải đồng màu ha. Nếu mà nó chữ V nó quay dày thì đồng màu xanh, nếu mà nó quay dày là đồng màu đỏ. Ha. Chỉ có trường hợp mà mấy anh chị cắt chữ V ngang dày thì nó mới có cái xanh cái đỏ thôi. Còn đa số anh chị các chữ V dày hoặc chữ V dày thì nó phải đồng màu xanh đồng màu đỏ ha. Do đó nếu mà anh chị thấy mà chữ V đỉnh dưới dày hoặc là chữ D đỉnh trên dày mà một cái xanh cái đỏ thì anh chị coi cái nào mà nó ngược dòng á thì cái đó là bất thường. Ví dụ như chữ V này mà cái bên đây xanh mà bên đây đỏ đi, thì bên đây đỏ điều đó ý nghĩa là máu nó không có chạy từ đây chạy ra mà nó chạy từ dưới đây chạy lên, là có nghĩa là ở chỗ này nó không có lỗ van. Nó bị cái chứng là không lỗ van động mạch phổi, do đó là máu nó chạy ngược từ ở dưới ống động mạch là ngay đỉnh chữ V đó, nó chạy lòn lên. Nó từ máu bên động mạch chủ này nó lòn lên, do đó là nó sẽ màu đỏ. Cho nên là khi mấy chị phổ màu của mạch máu chữ V thì mấy chị để ý nếu mà nó cái xanh cái đỏ thì coi chừng là nó bị không lỗ van hoặc là hẹp quá thích gì đó ha. Rồi, là coi tim vậy đó ha. Con mạch cắt ba cái mạch máu thầy. Ba mạch máu thì cũng giống như mạch máu hình chữ V vậy đó. Chân trực chân trực. Đấy. Không phải. Cũng ở cái mạch cắt đó. Giống như gần với mặt cắt ba mặt máu, hai mặt máu hai đài là mặt hình chữ V, đây mặt cắt ba mặt máu nè, thì cái này là động mạch phổi, cái này là động mạch chủ, cái này chính là chủ trên. Thầy có cái chỗ mà hay nhầm cái lỗ xung quanh đổ vào thầy, thì cái chỉ nhầm khi là giãn xung quanh thôi thầy hay là bình thường có nhầm thầy? Bình thường đấy. Này chỉ cái chỗ đấy được thầy. Xong vành thì nó sẽ chạy ở bên từ trái sang phải bên cái phần xong vành này đó. Thì mình xong vành là nhầm với phần trên bên trái thì khi nào thì đó, thì khi nào mà mình thấy ở bên đây nó có một cái mạch máu là bốn mạch máu, thay vì mạch cắt ba mạch máu mà nó ra bốn mạch máu thì mình phải đủ chú ý là coi cái mạch máu đó có phải là cái xong vành nó chạy bọc quanh cái tim hay không. Tại nó có đặc điểm bình thường đó là mạch cắt ba mạch máu thì nó phải có mạch ba mạch máu, nếu mà nó có bốn mạch máu thì coi chừng nó là tồn tại trên mạch chủ trên bên trái. Mạch máu hình chữ V mà nó ra hình chữ U là có chừng tồn tại cung động mạch chủ bên phải. Rồi cho hai cái này xong chưa? Dạ rồi.